chặng đường chinh phục thần tượng của các tài năng ca hát trẻ tuổi đã đi tới vòng thi được mong đợi nhất, đêm chung kết 2. Khán giả sẽ một lần nữa được thưởng thức tài trình diễn của các ca sĩ trẻ khi kết hợp cùng các thần tượng. Một đêm thi tràn ngập những hình ảnh rực rỡ, những tiết mục đầy bất ngờ. Có mấy cò là cò bay, là à, là bay, là bay từ, là từ cư phủ, bay xa là xa cánh đồng. Mời quý khán giả đón xem chinh phục thần tượng đêm chung kết 2 phát sóng vào 21 giờ thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 2.